Hello, xin chào tất cả mọi người. Mời mọi người đến với channel tiếp theo thôi trên kênh Fantasy Game Play. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn vẫn tiếp tục tựa game Kick Somebody. Tựa game này các bạn đã chơi có vẻ rất là lâu rồi nhưng mà nay tôi vẫn tiếp tục tôi sử dụng để chơi giới thiệu với video sau những 5 tháng bị sau những tháng ngày Covid hoành hành. Và hôm nay tôi sẽ tiếp tục tôi đến video để gửi tới tất cả I gotta pull myself together. mọi người. Old number Pixelbury. Rồi. Để xé xác Pixelbury này. Một màn tra tấn rất là độc ác. Đấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Và đây tôi sẽ sử dụng đấm, đấm, đấm. Đấm đấm đấy dậy 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 tôi sẽ thử gọi dậy 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 đấy sẽ gọi dậy tôi sẽ hạ lưng em mình hạ ép xuống lưng lên hạ xuống đấy sẽ có những màn tra tấn rất chi nè. Tôi xem vào đây tôi sẽ sử dụng put it back. Yeah, just put it back. Help me nhốt vào trong đây xuống đây đóng cửa lại và tôi sẽ quay kịch 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 quay rồi xả khói độc tôi sẽ xả khói độc. Hey, it's lonely in here. Tôi sẽ sử dụng lapa. No, no, not that. Cái xe đi đã bay lên không trung. Đấy. Siêu vô đi bay đi không chung một lỗ tung này đấy nổi tôi sẽ phun những chất cực độc cho Woody đấy chưa rồi thì mình nhìn thấy Woody kìa đấy Woody người đó là cái chồng tôi sẽ thả bom ra mà tan vào. This is bad. I can't feel anything. Sợ. Ow, 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 ow. Con đi ra.
Subscribe ủng hộ kênh của tôi nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye, see you again.